ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phú vàng. Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ Đề không muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bị ngạn phu lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ô không thể giải bày. Hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng Phật, trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ nàng? Vì người hòa rời hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình. Một thua niên hóa hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ Đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mấy nở hoa. Mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cương thường biên hòa. Vài độ xuân thu vừa qua, có lẽ không thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinh. Vì sao độ ta không độ nàng? Hòa rơi hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình. Một thua niên hóa hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ Đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mấy độ hoa. Mặt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cương thường biên hòa. Vài độ xuân thu vừa qua, có lẽ không thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinh. Vì sao độ ta không độ nàng? Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinh. Vì sao độ ta không độ nàng? Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinh. Vì sao độ ta không đổ nào?